chào bà con, hôm nay mình sẽ quay lại cái vườn chanh hôm trước xuống lỗ, mà hôm nay bữa đó dịp bận quá nên không có giới thiệu cho bà con biết được về cái kỹ thuật mà xuống giống với trồng chanh dây. Hôm bữa thì đây thì giống xuống được mới trong vòng gần một tháng, mà do dính cái đợt mưa hiện tại thì chanh nó bị bệnh hết, một số cây thì nó bị bệnh thôi chứ không phải là bệnh hết. Bà con lưu ý khi mà trồng thì luôn có bò lắm, bò trống rồi đó. Đây bà con xem, quan sát mô hình hôm bữa khoan lỗ, hôm nay là xuống giống trồng. Đây như cái cây này đó, khi trồng thì cái lon mía thì cắm vào dế cắn, không sen cắn. Rơm là bỏ cho nó tốt. Đây là mô hình thành công buổi sáng nha. Đây là mô hình mới xuống giống, cách đây được một tháng mà dính đợt mưa bão. Tầm khoảng cỡ một tháng hai tháng nữa thì tiến hành công việc làm vàng. Thì đây là mô hình làm vàng tre, cái tre rất là chắc, không cần làm bê tông nhiều, tốn chi phí. Đây chúng ta làm nhanh nhưng liền. Đây chúng ta thấy rẻ không, có một cái lớp cái bẫy này để chống cho dế nó cắn, như sên hay gì đó cắn cái rễ đi. Cây giống, cây giống bây giờ tầm 40.000 cây, cây thì rủi ro nó chết thì con rất là khó mua, đặt cần một tháng có. Phần lớn là cái đám chanh này xuống giống là chúng mới đợt mưa nên cái chanh bắt đầu nó phát triển rất là chậm, mà mùa lạnh nữa nên bà con trồng chanh hạn chế, đừng có trồng vào mùa lạnh, nó sẽ chậm phát triển, ngọn nó sẽ không được tốt, có thể là gây bệnh, một số bệnh như là bệnh bã trầu, sưng lá, cháy đòn. Để ý thì những cái ngọn này lúc nào bị săn hết này, con ấy nó bị bệnh hết trong này. Phép này có phun thuốc sinh học thôi chứ đừng em hại nó học. Còn nào vậy nữa, giống này là giống không được mấy. Nghe cái ngọn lá bị săn hết, cháy đọt hết do mưa một phần, rất là nhiều cây cối bệnh hết, rau màu cũng bệnh. Các con để ý coi, vườn này giờ người ta không có đường bên trong nhiều nữa, tre hạn chế được chi phí, những cái tre này rất là chắc, tre mà tre làm cái cuốc á. Con nãy giờ để ý không? Cây này không bị sống độc bệnh hết. Còn như đây đường nước chôn, chôn ấm không cùng nữa rồi. Cùm vàng hết. Đấy. Tầm 20m là một cái cùm, chi phí rất là dễ. Thank you.
100% là thường là bị bệnh. Một vài hôm nữa chúng ta sẽ có clip về xử lý thuốc bệnh trên cái vườn chanh này. Có tôi sẽ quay cho bà con nghe xem cách hướng dẫn khi bị bệnh chanh. Hôm nay là vườn là vườn không phải của admin. Đây là vườn của một thằng xóm nuôi giống bị lộn giống này. Nên nó bị bệnh nhiều. Quan sát cho bà con xem. Thì hầu như trồng thì nông dân rất là kỹ. Cây này cũng có một cái hấp nhựa chứa bao lại để cắm dế. Đây là một đường nước ống chôn tưới đây. Mình giới thiệu bà con hôm trước về cái con lỗ đó. Tiếc mắt là không có quay được cái cảnh trồng chanh dây trực tiếp cho bà con xem. Con đấy nãy giờ cây này cũng có những cái bọc nhựa này rất là kỹ. Ở như cây này thì nó không có bệnh, sót được những cây đó. Còn là nãy giờ cây nào quay thì... Như cái cây này có thấy rõ lá nó bị sáng hết rồi. Số cây thì nó không bệnh, số cây thì lá non, số cây thì lá nó bệnh. Nông dân này mới trồng mà bỏ phân hóa học nên cái cây nó gây ra rối loạn sinh học dinh dưỡng nè. Còn thấy không, phân hóa học vẫn không tan luôn, vẫn còn nguyên. Chanh thì hầu như nó lá biết bị sắc hết rồi. Với cái video này thì mong bà con về cái khâu mà xuống giống nó cần cẩn thận hơn một chút. Khi mà nó xuống giống chất lượng nó không bệnh thì sau này mình trồng mình sẽ chăm sóc nó không có bệnh thì nó đỡ tốn chi phí cho bà con hơn. Nên bà con cân nhắc trước khi khâu chọn giống. Bà con đăng ký cái kênh YouTube này thì vài hôm nữa tới khâu làm vàng chăm sóc phân bón thì con sẽ quay cho bà con xem chi tiết về tác thủ công thành một cái vườn chanh dây. Sau này có cái bước gọi là ngắt đọt, ngắt lá để cho cây nó phát triển sinh sôi như thế nào. Dưới cây này thì quá chuẩn rồi, coi lá nó rất là xanh tươi, nhưng mà vẫn tiếc cái điều là phân hóa học xuống đây rất là nhiều, chưa có tan.
chào bà con, hôm nay mình sẽ quay lại cái vườn chanh hôm trước cũng lỗ, mà hôm nay bữa đó dịp bận quá nên không có giới thiệu cho bà con biết được về cái kỹ thuật mà xuống giống với trồng chanh dây. Hôm bữa thì đây thì giống xuống được mới trong vòng gần một tháng, mà do dính cái đợt mưa hiện tại thì chanh nó bị bệnh hết, một số cây nó bị bệnh thôi chứ không phải là bệnh hết. Bà con lưu ý này, khi mà trồng thì luôn có những cái bị con bò, lớp con bò cấu rồi đó. Đây bà con xem, quan sát cái mô hình hôm bữa khoan lỗ, hôm nay là xuống giống trồng. Đây như cái cây này đó, khi trồng thì để một cái lon mía để chống cho dế cắn, hay là một số loại cái con côn trùng nóc sên nó cắn. Còn ý, dưới cái lớp này thì còn có phần chuồng với trấu rơm, ta bỏ cho nó tốt. Đây là mô hình bà con quan sát nha, đây là mô hình mới xuống giống cách đây được một tháng mà dính đợt mưa bão. Thì tầm khoảng cỡ 1 tháng 2 tháng nữa thì tiến hành công việc làm giàn. Thì đây là với mô hình làm giàn tre, cái tre này rất là chắc, không cần làm bê tông nhiều, tốn chi phí. Đây chúng ta làm nhanh nhưng liền. Đây chúng ta thấy rẻ không, có một cái lớp cái bẫy này để chống cho dế nó cắn, như sên gì đó cắn đứt cái rễ này. Cây giống bây giờ tầm 40.000 một cây, cây thì rủi ro nó chết thì con rất là khó mua để đặt cầm một tháng có. Phần lớn là cái đám chanh này cũng giống là chúng nó đợt mưa nên cái chanh đợt đầu nó phát triển rất là chậm, mà mùa lạnh nữa nên bà con cần chanh hạn chế được trong mùa lạnh để chậm phát triển, mà ngọn nó sẽ không được tốt, có thể là gây bệnh, tốt bệnh như là bệnh ảnh đầu, ăn lá, cháy đỏ. Để ý thì những ngọn này lúc nào cũng bị săn hết nè, còn thấy nó bị bệnh hết trong đây rồi. Những tép này chỉ có phun thuốc sinh học thôi chứ đừng nên hàng khó. Có ngọn này cũng bị hết. Để ý cái ngọn này, nghe cái ngọn lá này nó bị xoăn hết, cháy đọt hết do mưa, phần rất là nhiều cây cối bệnh hết, rau màu cũng bệnh. Các con để ý coi, vườn này giờ người ta không có đụng bên trong nhiều nữa, tre anh hạn chế được chi phí. Những cái tre này rất là chắc, tre mà tre làm cái thuốc á. Con nhìn nãy giờ để ý không, cây nào cũng bị sắn đòn mình hết. Không, đây đường nước chôn này, chôn nóng không bụng nữa rồi. Cục van hết, đấy. Tầm 20 mét là một cái cục, cứ rất là dễ. Thank you.
vài hôm nữa chúng ta sẽ có clip về xử lý thuốc bệnh trên cái vườn chanh này, có tôi sẽ quay cho bà con nghe xem cách hướng dẫn khi mà bị bệnh trên chanh. Hôm nay là vườn là vườn không phải của admin, vườn này vườn của một hàng xóm mua giống bị lộn giống này nên nó bị bệnh nhiều. Mình qua mình tham quan và quan sát cho bà con xem. Thì hầu như trồng thì nông dân này rất là kỹ, cây nào cũng có một cái nắp nhựa chứa này, bao lại để chống dế. Cây này có thấy rõ không? Lá nó bị sắn hết rồi. Số cây thì nó không bệnh, số cây thì lá non, số cây thì lá nó bệnh. Video này thì mong bà con được cái khâu mà xuống giống nó cần cẩn thận hơn một chút, khi mà nó xuống giống chất lượng không bệnh á, sau này trồng để chăm sóc nó không có bệnh, nó đỡ tốn chi phí cho bà con hơn. Nhưng bà con cần cẩn thận khi thu còn giống. Bà con đăng ký cái kênh YouTube này thì vài hôm nữa tới khâu làm vàng chăm sóc phân bón thì con sẽ quay cho bà con xem chi tiết về các thủ tục vườn chanh dây. Sau này tới cái bước gọi là ngắt đọt, ngắt lá, tức là cây nó phát triển sinh sôi như thế nào. Những cây này thì quá chuẩn rồi, coi lá rất là sạch tươi, biết cái điều là không có hồng nữa rồi đó, nó chưa có tan.